Titan. Mấy bạn, như lời đã hứa, hôm nay mình sẽ, nói chung là hôm nay mình sẽ mở cái cửa đền mấy bạn. Như lời đã hứa từ tập 5 hôm trước, và mà hôm nay mình sẽ mở thử cửa đền để coi có gì trong đó. Sẽ mấy bạn liệu có bất ngờ không đây? Chúng chưa chơi nên mình giờ mình vô thì mình chỉ mở cửa đền, mà có một thằng này đi vô để coi mở cửa đền nó sao, xem coi. Mở đây đúng không? Mở cửa. Cổng đền đã mở tiết lộ Titan đã bị giam giữ. What? Một người lang thang. Mấy bạn thử mình đi theo mình mấy bạn. Tròn này nó qua một thang đi. Giờ mình cũng chả cần gì nữa mày. Một thang làm cho lẹ. Đó. Thiếu gì mình cứ kêu thôi. Đây làm gì? Đâu? Giờ làm gì nhỉ? Giờ làm đâu? Giờ làm sao? Chế tạo xe... À đây 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 xây dựng. Vạc giả kim. Thang thép. Mình sẽ cho này vô luyện thép các bạn. Cho này vô luyện thép. Thép đâu nhỉ? Thợ luyện thép. Đấy, mình sẽ chế tạo được cái gì đây? Xây dựng. Chạy gần ngôi đền. Phục dựng ngôi đền. À, đá mặt trời. Ủa, vạt giá kim. Vạt giá kim chắc đây nè, chắc mình làm ra đá mặt trời các bạn. Mình sẽ làm vạt giá kim với than hả? Thang 300, thép 100, mấy cái gì ghê vậy? Nó quăng màu sắc qua bạn. Màu sắc. Mình sẽ quăng qua thang 2 thang. Đây. Đây, ok. Ok, mình sẽ quăng qua thang. Còn thợ nông dân. Ok, vậy được các bạn. Tại thép mình khá là sắc, sắc mình khá là nhiều. Mình sẽ làm đẩy nhanh tiến độ lên qua thép. Được đấy. Mình coi có thằng nào để cho nó học luôn này. Học thành biến thành thợ gia kim. Rồi, kiếm nào coi. Chỉ có thằng thông thái mà học được không vậy? Thông thái. Không có là thông thái hết. Thông thái cũng khá là khó kiếm. Trung thực. Kiếm lửa. Chắc mình bỏ thằng chiến binh qua thằng diễm này. Thằng này mệt rồi. Bỏ qua lính canh đi để cho nó qua chế tạo đúc lửa cho nó. Mình đã quay lại ở đây. Hàng này nó đi chậm cực kỳ luôn nè. Trời ơi, mình sẽ phân công nó vào thật là chắc vô thép luôn á. Thép làm cho tốc độ mấy bạn. Hay là qua gỗ, chắc mùa đông một thằng qua gỗ, một thằng qua thép. Không, chắc cho hai thằng này qua thép luôn. Cho nó qua thép luôn. Thép hết. Gỗ hả? Thế chi ra đi, mệt quá đấy. Cho nó thông thái nè bạn. Này thông thái nè, thông thái nè. Vô học đi. Cho nó qua thật sự gỗ. Thông thái mình sẽ cho nó học thành thợ giá kim ấy, không để nó phí gì được. Sẽ tạo cho tôi túi da. Rồi mình sẽ có hai thằng gì đó, hai thằng thợ giá kim chắc luôn. Thằng đó nó chắc học để ra thợ giá kim các bạn. Thằng này nó thông thái và liền. Cái kiếm ngầu, kiếm lửa. Đây, xây dựng, chạy gần ngôi đền. Ok không? Mình đâu rồi? Đây. Để tăng lên 40. Mới sinh sống nó ở đó. Khá là dễ xong rồi đó. Buôn bán thì chả có gì mới.
mình sẽ thu nhanh đến cái đoạn mình hình như mình khai thác cái gì cũng khá nhiều. Than, ok, mình sẽ thu nhanh đến đoạn than này, ok. Thu nhanh đến đoạn than. Trước khi thu nhanh thì mình sẽ bỏ hai thằng này tiếp. Buộc. Mình sẽ quăng một thằng không thái bên kia. Than. Mình sẽ làm cho nó nhanh mấy bạn. Ok mấy bạn, ok luôn, giờ đã chế tạo được vạt giá kim rồi và mình có hai thằng mới vạt giá kim. Chế tạo ở đâu đây? Biết rồi, từ từ để coi vạt giá kim rồi. What? Nhiều lắm anh đó. Là luyện nắng các bạn. Vạt giá kim giúp nhẫn nhà giá kim chế tạo đá mặt trời. Đây. Giờ kim đâu? Ta úp mé nó ngủ luôn rồi bạn. 30 luôn. Đó. Chăm chỉ mình sẽ quăng cho nó qua. Hình như trong thép hình như có lượng than mấy bạn. Thép rồi. Thép. Đây. Thép. Đây, ok. Và mình sẽ lấy cái thằng thép qua học cho nó học thông thái nè, học dễ, ok. Và thép đâu, thép đây, chuẩn bị đồ nữa, thép, ok luôn rồi. Mình sẽ skip qua, mình không cần đánh đâu, mình sẽ skip qua cái đoạn mà mấy thằng giả kim nó chế tạo vậy. Mấy cái đánh này thường quá. Các bạn thấy mấy anh này nó đang làm nè các bạn. Nè. Làm gì đó mình không biết. Mình sẽ chuyển cái thằng này nó qua. Nhưng mình khá là nhiều, mình cũng chả cần lắm rồi. Thợ da thuộc, thợ thuộc da nè. Thợ thuộc da. À, một thằng, ba thằng đủ rồi. Một thằng nó tới chạy mình các bạn. Mình khá là nhiều. Mình chả ke, mình chế tạo. Mình sẽ chế tạo rò rỉ nắng thử coi ra sao nha. 10 gì mấy bạn? Thép rồi. Đấy. Thép đâu? Quẹ đi. Thép 3 hình như. Đó mặt trời. Cái lần là 3 mấy bạn. Nó một người à. Mình qua lò điện thép luôn đi. Không, mình sẽ cho mẹ đi thì khỏi cái thép thiết gì đủ đồ bị quên mẹ đây đó nha, thám hiểm nha, thám hiểm. Và ok, nhớ quay về nha. Thiệt chứ. Nhưng nó lại đi luôn. Đi. Ok, mình đã đủ cái gì rồi, mình sẽ cho qua thép hết. Thép, ok. Cái này làm lâu. Thôi chết bà, chưa đủ gỗ nữa, quên 350 lần. Không được mấy bạn, không được. Đấy. Kéo. Cái này nó không có rìu, nó chặt lâu lắm, bọn mẹ tối luôn. Ok, mình skip qua đằng này nha, mình làm lẻ thôi bạn. Hay là mình làm đá mặt trời luôn nha. Mình làm phục vân Golden.
Đồ điện nắng mình sẽ làm sau. Ok, mình sẽ skip qua đoạn này. Quá dữ. Giờ mình sẽ phục dựng ngôi đền. Phục dựng ngôi đền. Để nọc thả titan. Có vẻ như titan cũng được phục. Shit. Thả titan. Con khổng lồ này hả? Xấu quá vậy. To thế. Oh my god. Có gì nữa? Gì đây? Quýnh lộn nhau à? À, quýnh lộn. What? Mẹ nhìn titan nhìn. Dơ vậy. À, đỡ đòn. Mày, ông nhà tính vậy. Mày sao mày? Mày sao? Ủa mình bị mất máu mày ơi. Oh shit, bắt đầu lại. Ok, tập này mình sẽ kết thúc đến đây thôi. Nếu mà thấy video mình hay, like, share giùm mình nhé. Mình sẽ cố đánh thằng này. Ui, má nó đánh đầu quá. Ui. Cứ đỡ mấy bạn, cứ đỡ là nó đỡ là mình ăn. What? Ok, tập này vậy thôi. Và nếu mà thích series này hay thì like.